Kính chào quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự Hậu Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022, chương trình có nội dung đáng chú ý. Hậu Giang thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hoạt động mô hình dịch vụ bưu chính công ích, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngành y tế sắp tiêm bổ sung vaccine phòng bại liệt cho hơn 25.000 trẻ sinh từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018. Thông tin chi tiết ở phần sau chương trình. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Thưa quý khán giả, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành trong nước. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp khó lường, tần suất ngày càng cao, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh. Vụ cháy kho xưởng làm 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai, Hà Nội. Đau thương hơn cả là vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương làm 32 người chết cách đây một tuần. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh những vụ việc nghiêm trọng thương tâm này là cảnh báo và cho thấy tình hình khẩn cấp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy nổ trên toàn quốc để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là phải đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết trước hết. Từ năm 2017 đến nay, cả nước xảy ra hơn 18.300 vụ cháy nổ, làm chết gần 560 người, thiệt hại tài sản hơn 8 tỷ 500 triệu đồng và hơn 7.500 hectare rừng. Cháy nổ xảy ra ở địa bàn thành thị chiếm hơn 60%, chủ yếu tập trung trong khu vực đông dân cư, nhà dân, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm hơn 45% nguyên nhân tổng số vụ. 5 năm qua, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra phát hiện hơn 1.100.000 thiếu sót tồn tại. Qua đây, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần loại trừ hàng triệu nguy cơ phát sinh cháy nổ, sự cố, tai nạn. Xây dựng, phát triển và nhân rộng gần 4.000 mô hình, hơn 14.400 điển hình tiên tiến để phát huy phương châm 4 tại chỗ. 5 năm qua, tổng kinh phí đầu tư cho công tác này hơn 9.600 tỷ đồng, tăng khoảng 1,5 lần so với giai đoạn trước. Bất cập hiện nay là phần lớn các cơ sở karaoke và vũ trường chủ yếu chuyển đổi từ nhà ở sang cơ sở kinh doanh. Do đó, nhiều nơi không đạt tiêu chuẩn như quy định về lối thoát nạn, quy định về nguồn điện và về vật liệu phải bảo đảm không cháy. Mặt khác, các cơ sở này và nhà dân xen kẽ nhau nên không đảm bảo tường ngăn cháy, công tác quản lý thẩm định còn lơ là. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành tập trung làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ngành khi để xảy ra các vụ cháy nổ thương tâm như thời gian vừa qua, nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu người dân phải là trung tâm, chủ thể trong công tác này. Đặt sự an toàn của người dân trên hết, trước hết, an toàn cháy nổ, góp phần ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ do nguyên nhân chủ quan. Các bộ ngành tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke. Tập trung hoàn thành quy chuẩn an toàn cháy đối với việc chuyển đổi từ nhà ở sang hoạt động kinh doanh dịch vụ, vừa ở vừa kinh doanh sản xuất. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn quốc về công tác phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm. Năm
5 năm thực hiện Nghị định 83 năm 2017 của Chính phủ, quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, Hậu Giang triển khai có trọng tâm, xuyên suốt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng nhân dân. Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy, làm 3 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khảo sát và xây dựng mới hơn 250 phương án chữa cháy và hơn 380 phương án cứu nạn cứu hộ. Ngành chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử phạt 20 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 30 triệu đồng. Tổ chức cho hơn 185.000 lượt cơ sở, hộ gia đình, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn. Từ đây nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, cơ sở và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thưa quý khán giả, chiều nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công hai công trình cống Gốc Mít và cống Hội Đồng thuộc dự án hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No giai đoạn 2 ở xã Dị Đông, huyện Dị Thủy. Dự án khởi công xây dựng cuối tháng 6 năm nay hiện đạt hơn 90% tổng khối lượng, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đến nay, cống Gốc Mít và cống Hội Đồng đang lắp đặt cửa van, lót đá, tưới nhựa đường dẫn và lán nhựa mặt cầu. Ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 10 năm nay. Thưa quý khán giả, Nghị quyết 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh, các khu công nghiệp được phủ sóng 5G. Triển khai nhiệm vụ này, sáng nay bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành Viettel Hậu Giang về tiến độ lắp các trạm 5G. Hiện Hậu Giang có 322 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động và hơn 2.500 cây số cáp quang. Viettel Hậu Giang được thí điểm dùng phủ 5G tại khu công nghiệp Sông Hậu. Dự kiến tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Trường Sơn. Phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành phát sóng thử nghiệm 5G, qua đây thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Viettel Hậu Giang phối hợp các sở ngành liên kết doanh nghiệp triển khai sớm việc lắp đặt trạm 5G tại khu công nghiệp, tiến tới phủ sóng ra toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đây là cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là cơ sở để tỉnh thu hút đầu tư và tăng thứ hạng chuyển đổi số. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 vừa qua, Hậu Giang phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và là lời mời gọi về nhu cầu đầu tư tại tỉnh trên 4 lĩnh vực trụ cột. Tiếp nối thành công này, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức tuần lễ chuyển đổi số vừa qua, Hậu Giang mong muốn Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh tổ chức tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng vào năm 2023 và những năm tiếp theo. Ba mục tiêu cần quan tâm để tổ chức sự kiện này là tập trung vào thế mạnh của Hậu Giang: nông nghiệp, logistics và thương mại điện tử, thu hút nhiều doanh nghiệp đối tác nước ngoài, các bộ ngành trung ương tham gia. Hội Tin học phối hợp với tỉnh xây dựng website để quảng bá trên các kênh online, thu hút đông đảo người tham gia, các doanh nghiệp nước ngoài. Xác định cải cách hành chính là một trong những động lực phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, Hậu Giang thực hiện tốt công tác này, góp phần xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại. Cách đây 3 năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ký kết này nhằm chuyển giao bộ phận một cửa các cấp sang các điểm phục vụ của bưu điện,
bố trí nhân viên bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp, giúp tiết kiệm thời gian và góp phần tăng hiệu quả cải cách hành chính. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là thiếu nguồn nhân lực. Tỉnh thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cách đây 3 năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thị xã Long Mỹ được chuyển qua dịch vụ bưu chính công. Đơn vị hoạt động với 5 công chức của Ủy ban Nhân dân thị xã và một nhân viên bưu điện. Việc kết hợp giữa hai đơn vị giúp người dân giảm thời gian tiếp cận với hình thức trả hồ sơ qua bưu điện, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thuận lợi cái thứ nhất là đi gần, cái thứ hai là ít tốn thời gian hơn. Nếu mình tới bưu điện mình làm thì mình cũng mong được lấy giấy cho nó mau, nhưng mà làm giấy thì cũng phải có thời gian. Ta hẹn mình xong mình tới ngày mình có giấy mình ta điện cho mình thì mình lấy. Hay hoặc mà ta hẹn ngày đó mình lại mình lấy. Ở đây nhân viên ở đây thấy cũng lịch sự, cũng tận tình đó. Khi số lượng hồ sơ hành chính ngày càng tăng lên, bưu điện thị xã chuẩn bị đào tạo thêm 3-5 cán bộ bưu điện thực hiện công tác tiếp nhận và trả hồ sơ cho người dân. Trong thời gian tới, nếu mà sau khi mà bưu điện tỉnh có cái sơ tổng kết về cái thực hiện cái phối hợp về cái cải cách thủ tục hành chính, thì bà phương hướng tới là cũng rồi sẽ chuyển giao thêm một số lĩnh vực cho bưu điện thị xã thực hiện. Thì về phía bưu điện thị xã thì sẽ bố trí thêm một cái nhân viên nữa để từng bước học thêm cái lĩnh vực là của đất đai và của tư pháp. Thì từ học từ cái dễ trước và tới cái khó sau, thì từng bước là sẽ nhận nhiệm vụ của thêm hai lĩnh vực này và sẽ là nâng cao cái chỉ số cải cách hành chính để phục vụ cho người dân một tốt hơn. Hiện bưu điện tỉnh thí điểm mô hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 13 đơn vị, các huyện tại huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ, 10 xã trên toàn tỉnh, và sắp tới trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được chuyển về hoạt động tại trụ sở mới được xây dựng trong khuôn viên của bưu điện tỉnh Hậu Giang. Điều này được kỳ vọng tăng năng suất, chất lượng, giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa, tiết kiệm chi phí và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Gỡ khó bài toán nhân lực, tỉnh phê duyệt mức chi phí hỗ trợ các điểm chuyển giao hành chính công qua hệ thống bưu điện. Đối với cán bộ cấp tỉnh được hỗ trợ hơn 4 triệu đồng một người một tháng, cấp huyện hơn 3 triệu 600 ngàn đồng một người một tháng và cấp xã là 3 triệu 200 ngàn đồng một người một tháng. Bưu điện chi 50% và ngân sách chi 50%. Theo bưu điện tỉnh, qua làm việc, các huyện đồng ý và triển khai tuyển dụng, đào tạo cán bộ bưu điện. Được hưởng các cái khoản chi phí hỗ trợ cho bưu điện tỉnh, nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao tại các điểm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa sẽ đảm bảo được cái thu nhập, từ đó an tâm công tác, tổ chức đào tạo rồi tập huấn cho nhân viên bưu điện, được bố trí thì đảm bảo nhân viên bưu điện thành thạo, nắm được các quy trình để mà giải quyết thủ tục hành chính, tạo cái tiện lợi cho bà con trên địa bàn. Bưu điện tỉnh tiếp nhận công chức tại bộ phận một cửa đến làm việc nếu cán bộ đó nằm trong diện tinh giản biên chế nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của bưu điện tỉnh. Việc kết hợp này giúp nâng cao chất lượng phục vụ nền hành chính. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn. Hậu Giang chọn năm nay là năm doanh nghiệp với quan điểm doanh nghiệp đến Hậu Giang vui, khẩu hiệu hành động hai nhanh và ba tốt, nghĩa là nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, và cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt. Với nhiều nỗ lực, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tính riêng tháng 8, toàn tỉnh có 69 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 489 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng qua, tỉnh có 629 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 62% về số doanh nghiệp và tăng 154% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Chiều nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Unibas Vị Thanh tổ chức lễ bế giảng hai lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 50 lao động. Qua hơn một tháng đào tạo, người lao động được hướng dẫn kỹ năng may chi tiết, lắp ráp các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền may công nghiệp. Kết thúc khóa học, tất cả học viên được nhận vào làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Unibas Vị Thanh.
Ủy ban Nhân dân huyện Vị Thủy vừa tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn bắc qua kênh Thống Nhất ở ấp 3A, xã Vị Đông. Cầu dài 20m, ngang 2,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 200 triệu đồng do đoàn từ thiện Đồng Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ. Đầu năm đến nay, huyện Vị Thủy xây dựng 20 cầu giao thông từ nguồn vận động xã hội hóa, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Những cây cầu nối nhịp đôi bờ làm cho diện mạo quê hương đổi khác, còn những tuyến kè sinh thái như thế này giúp cho việc phòng sạt lở, xói mòn hiệu quả trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay. Tại huyện Phụng Hiệp, người dân đang nhân rộng mô hình này, vừa để chống sạt lở, vừa trở thành nơi trồng rau màu, cây ăn trái, làm đẹp cảnh quan. Tuyến kè sinh thái dài gần 200 mét vuông của gia đình anh Lê Văn Tuồng, ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, được xây dựng cách đây gần một năm. Thay vì trồng tràm, bần, thì anh sử dụng cây dừa nước để giữ đất. Anh Tuồng cho biết dừa nước dễ trồng, vừa chống xói mòn, vừa giữ được đất bồi ven sông. Thấy nó sạt lở quá đi, vô có 3 mét. Thấy vậy rồi em mới đống tre nè, rồi cái xỉa rồi cái múc đất lên. Rồi cái mình cấy dừa nước xuống, trồng mấy cái lá này á, để cho nó giữ được cái bờ sông. Sau này mình có được lá mình xài, mình làm nhà đâu cũng được. Trái thì mình bán đồ cũng được luôn. Tận dụng phần kè trống, anh Tuồng trồng thêm rau và dừa xiêm lùng, kết hợp trồng cây xanh làm hàng rào, làm đẹp cảnh quan. Mình thấy cái mô hình này nó khả thi là đẹp hơn những cái mô hình khác. Những cây tràm thì nhưng thời gian nó phải bị đổ ngã, là nó bị chóc gốc rồi nó sẽ lỡ. Còn như cái bờ kè mà cây dừa nước này thì nó sẽ giữ bền chắc, là nó được tạo được lấy cái lá để là mình sinh hoạt của gia đình, và cái cây trái cũng được bán đi ra thị trường ngoài. Đặc biệt là ảnh cũng là xây dựng được đó, là như là trồng những cái loại hoa màu để phục vụ trong gia đình hàng ngày. Đây là một cái cũng lý tưởng để phát huy nhân rộng lên. Còn thêm đặc biệt là làm cái hàng rào cây xanh về cái bông trang. Đây là một cái là rất đẹp, nói chung là so với địa bàn ấp 3 này thì chỗ mô hình của anh Tuồng này là nổi đẹp nhất. Đến cuối năm rồi, toàn huyện Phụng Hiệp xây dựng hơn 50.000 mét vuông kè sinh thái, kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng, phần lớn đều do người dân thực hiện, góp phần cùng với huyện hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch giao thông thủy lợi và trồng cây hàng năm. Thưa quý khán giả, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, phối hợp với các chủ đầu tư dự án thành phần thỏa thuận nội dung về hướng tuyến, đường gom, hầm chui dân sinh, cầu vượt, nút giao, mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo nguyên tắc sau. Đường gom là đường kết nối dân sinh, thống nhất quy mô chủ yếu theo đường giao thông nông thôn loại A hoặc loại B tùy thuộc nhu cầu. Riêng đối với một số đoạn kết nối khu đông dân cư, xem xét quy mô lưu thông hai làn xe cơ giới. Nếu đường cao tốc đi trùng đường địa phương thì quan trả theo quy mô tương đương đường hiện hữu. Nếu đường quan trả kết nối trực tiếp với các quốc lộ và trùng với quy hoạch của địa phương thì có thể xem xét theo quy hoạch của địa phương, nhưng quy mô không vượt quá hai làn xe cơ giới. Đối với hầm chui dân sinh, cầu vượt, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nghiên cứu tổng thể kết nối giao thông khu vực để luận chứng, lựa chọn vị trí, quy mô cho từng hầm chui đảm bảo phù hợp. Nếu khu vực lân cận có cầu vượt thì không sử dụng hầm chui có tỉnh không lớn. Các hầm chui có quy mô lớn phải phân tích so sánh kinh tế kỹ thuật với phương án cầu vượt để lựa chọn giải pháp phù hợp. Đối với hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tra soát thống kê các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, gồm các mỏ hiện đang khai thác, các mỏ có trong quy hoạch và các mỏ chưa có trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh, cung cấp cho nhu cầu đầu tư, tư vấn phục vụ điều tra, khảo sát các mỏ vật liệu đảm bảo trữ lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài khoảng 110 cây số, đi qua địa bàn 5 tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Riêng đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang
có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 400 hectare, trong đó có 4 nút giao tại vị trí các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, với số hộ phải di dời tái định cư là 1.877. Đến nay, việc cắm mốc bàn giao mặt bằng hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Kết quả này chứng minh cho nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, nhận được sự đồng thuận của người dân. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua tỉnh Hậu Giang, giao cắt với 4 huyện. Đoạn thuộc huyện Vị Thủy dài trên 15 cây số, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 85 hectare. 443 hộ dân thuộc hai xã Vị Thắng và Vĩnh Tường bị ảnh hưởng. Xã Vị Thắng có 287 hộ dân phải di dời nhà cửa, vật kiến trúc. Để tạo sự đồng thuận, huyện Vị Thủy chủ trương cho người dân tham gia kiểm đếm, giải thích tận tình, thấu đáo những cơ chế chính sách hỗ trợ bồi thường tái định cư, tích cực chia sẻ những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi đất. Rất là tự hào vì tỉnh Hậu Giang mình được có cao tốc đi ngang, mọi khi mà mọi người lưu thông hoặc là đi thì nó sẽ dễ hơn, thuận tiện hơn. Mình hy vọng nhà nước có thể hỗ trợ cho mình đến chỗ mới cho nó hoàn chỉnh để mình được yên tâm. Trước khi mình có cái nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thì triển khai họp dân, tuyên truyền phối hợp với Ủy ban xã, mời tất cả các hộ dân trên tuyến mà được cắm mốc giải phóng mặt bằng thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất mà đến Ủy ban xã để triển khai các chủ trương của Chính phủ, của Quốc hội. Rồi từ đó các hộ dân đồng thuận cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất đi vào kiểm tra cái trồng vật nuôi và các cái nhà kiến trúc trước khi mà có thông báo thu hồi đất, để mà tranh thủ để kịp cái tiến độ bàn giao đất theo cái hướng dẫn của Chính phủ. Cao tốc đi qua địa bàn huyện Long Mỹ dài khoảng 22,5 cây số, đi qua các xã Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Lương Tâm, Lương Nghĩa và thị trấn Vĩnh Viễn. Tổng diện tích đất thu hồi gần 130 hectare. Qua kiểm đếm có 598 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 5 bà Trương Thị Út bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Bởi bà biết rằng khi dự án cao tốc hoàn thành sẽ giúp quê hương ngày thêm phát triển. Tân lệnh nhà nước cần là mình phải chấp thuận, đặng để cho cái huyện, cái xã, tỉnh mình nó phát triển lên cho nó nhiều. Trong thời gian qua thì coi như về phía các xã, thị trấn coi như đã làm việc xét pháp lý, có biên bản với người dân. Tuy nhiên hiện tại là coi như đang chính thức ký cái văn bản xác nhận theo cái mẫu hướng dẫn chung của tỉnh để đảm bảo cái thống nhất. Và sau khi xét pháp lý xong thì coi như sẽ tiến hành coi như áp giá. Sau khi có được cái giá đất chính thức của bồi thường của dự án của Ủy ban tỉnh thì coi như là sẽ công khai niêm yết cái phương án bồi thường. Và sau khi niêm yết cái phương án bồi thường thì coi như sẽ bắt tay vào phê duyệt cái quyết định bồi thường cũng như là quyết định thu hồi đất và sẽ thực hiện cái chi trả cho người dân. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua tỉnh Hậu Giang là công trình trọng điểm quốc gia. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, mở ra nhiều cơ hội để đồng bằng sông Cửu Long kết nối thuận tiện với các vùng lân cận trên cả nước. Người dân của tuyến cao tốc đi qua đồng thuận bàn giao mặt bằng là tiền đề để dự án đạt tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục chương trình là nội dung. Từ ngày mai, Hậu Giang tiêm bổ sung vaccine phòng bại liệt cho hơn 25.000 trẻ sinh từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018. Phóng viên thời sự có trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thông tin chi tiết về chiến dịch tiêm chủng này. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, số ca mắc chuyển nặng liên tục tăng. Xác định tiêm vaccine là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả và an toàn nhất, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, hiện đã tiêm hết số vaccine được phân bổ. Chúng tôi vừa cập nhật về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các nhóm tuổi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến 17 giờ chiều nay như sau. Ở nhóm trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tiêm vaccine mũi 1 đạt tỷ lệ 96,8%, mũi 2 đạt 78,7%, xếp thứ 11 trên cả nước.
ở nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine mũi 3 đạt 77,1%, xếp thứ 8 cả nước. Ở nhóm trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 3 đạt tỷ lệ 74,9%, mũi 4 đạt 62,2%, xếp thứ 57 trên cả nước. Xếp thứ hạng của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau. Trẻ từ 5 đến 12 tuổi tiêm vaccine mũi 2 đạt tỷ lệ cao nhất là thị xã Long Mỹ 88,2%, kế đến là huyện Vị Thủy đạt 86,9%, thấp nhất là thành phố Vị Thanh chỉ đạt 65,3%. Ở nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 cao nhất là thị xã Long Mỹ 92,8%, theo sát là huyện Vị Thủy đạt tỷ lệ 88,2% và thấp nhất là huyện Long Mỹ 55%. Ở nhóm trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cao nhất là thành phố Vị Thanh 88,5%, kế đến là huyện Long Mỹ 86,6% và thấp nhất là huyện Phụng Hiệp 57,6%. Mũi 4 đạt cao nhất vẫn là thành phố Vị Thanh 80%, kế đến là huyện Châu Thành 71,7% và thấp nhất là thành phố Ngã Bảy mới đạt 46,7%. Hiện nay các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết cũng gia tăng số ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 190.000 trường hợp mắc, 72 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm rồi, số ca mắc tăng 4 lần, tử vong tăng 53 trường hợp. Sốt xuất huyết thường giảm sốt sau ngày thứ 3, người bệnh dễ chịu hơn và nghĩ rằng đã khỏi bệnh. Nhưng đây lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất, dễ xảy ra các biến chứng. Nếu không được nhập viện, hồi sức kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Trước tình hình này, ngành y tế tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, các khu vực có nguy cơ cao, chủ động phòng ngừa trước cao điểm dịch sốt xuất huyết. Thưa quý khán giả, bại liệt là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trẻ mắc bệnh có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng liệt, tàn tật suốt đời. Tại Việt Nam, trước khi có vaccine, bệnh bại liệt là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và để lại di chứng nặng nề ở trẻ dưới 5 tuổi. Nhờ triển khai vaccine bại liệt, nước ta kiểm soát được bệnh này từ năm 2000. 22 năm qua, nước ta tiếp tục bảo vệ được thành quả này. Từ ngày mai 13 tháng 9 cho đến ngày 16 tháng 9, ngành y tế tỉnh tiêm bổ sung vaccine phòng bại liệt cho hơn 25.000 trẻ, sinh từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, tại các điểm trường học, trạm y tế, phòng khám đa khoa, khu vực xã, phường, thị trấn. Xoay quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Chí Đại, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, thông qua chiến dịch tiêm vaccine hàng năm thì bại liệt ở trẻ đã được khống chế như thế nào? Những cái trẻ mà được tiêm vaccine thì sẽ có cái kháng thể chống lại cái virus ngừa bại liệt ở tiếp 2. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì những trẻ mà không được tiêm vaccine bại liệt thì sẽ có khoảng 13,1% trẻ không có kháng thể để chống lại cái vaccine ngừa bại liệt này. Dạ vâng, để đạt được mục tiêu tiêm cho 95% trong tổng số 25.000 đối tượng được tiêm thì chiến dịch này sẽ được triển khai như thế nào thưa ông? Để đạt cái mục tiêu là trên 95% tổng số 25.000 trẻ trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chuẩn bị rồi phân bổ rồi kiểm soát tất cả hệ thống dây truyền lạnh của các trạm y tế xã, phường, thị trấn cũng như là trung tâm y tế huyện để chuẩn bị tốt về cái khâu bảo quản vaccine. Là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã tập huấn cho các cán bộ tiêm chủng mở rộng về cái tiêm vaccine bại liệt này. Bắt đầu từ ngày mai thì Trung tâm CC sẽ cử cán bộ xuống các điểm tiêm để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tốt về công tác tiêm ngừa này. Trung tâm cũng có xây dựng các cái bản kiểm để cho cán bộ tỉnh, huyện đi kiểm tra các điểm tiêm, đặc biệt là cái khâu quản lý vaccine, rồi kiểm tra 3 cha 5 đối công tác tiêm chủng. Vâng, xin ông cho biết là về mức độ an toàn của loại vaccine này và phụ huynh cần phải có những lưu ý gì về trước và sau khi tiêm vaccine cho trẻ?
Nói chung thì vaccine EBV này thì hình như là nó tuyệt đối an toàn, ít có trường hợp tai biến xảy ra. Còn đối với các cái trẻ được tiêm vaccine này thì hầu như là ít có phản ứng, chỉ phản ứng xảy ra là đau chỗ tiêm là nhiều. Trường hợp mà trẻ đau chỗ tiêm thì tôi khuyên các bà mẹ, cái thứ nhất là cho trẻ uống nhiều nước, cái thứ hai là mình chườm ấm cho trẻ, sau 3 ngày thì trẻ từ từ trở lại bình thường. Thì tôi khuyên phụ huynh, cái thứ nhất là trước khi tiêm thì phải thông báo cái đối tượng tiêm mình đến nhân viên y tế. Cái thứ hai là trước khi tiêm thì đi đến điểm tiêm thì cho trẻ ăn uống trước khi tiêm. Cái thứ ba là khi đến điểm tiêm thì phải thực hiện tốt công tác phòng chống COVID. Thứ tư là khi đến tiêm thì phải cung cấp đầy đủ thông tin của trẻ và cha mẹ. Lưu ý là khi các trẻ được tiêm xong thì được nghỉ ngơi, theo dõi tại điểm tiêm 30 phút. Sau 30 phút nếu không có gì đặc biệt thì cho trẻ về và tiếp tục theo dõi ít nhất là 3 ngày. Thì tôi khuyên các bà mẹ cũng tiếp tục theo dõi. Con em mình có dấu hiệu gì lạ, ví dụ như là trẻ quấy khóc, rồi trẻ bỏ ăn, hoặc là trẻ sốt cao, rồi trẻ ly bì, co giật, thì báo ngay cho cán bộ y tế. Dạ vâng, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.128 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 1.015 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.008 đồng một lít, dầu quả giảm 1.027 đồng một lít, dầu mazut giảm 1.038 đồng một ký. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.231 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn 23.215 đồng một lít, dầu diesel không cao hơn 24.180 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 24.418 đồng một lít, dầu mazut không cao hơn 15.039 đồng một ký. Với mức giá này, dầu diesel và dầu hỏa vẫn cao hơn xăng. Năm nay là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, hệ thống thanh toán đã mở chức năng để thí sinh thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển. Tuy nhiên, các thí sinh phụ huynh không tránh khỏi bỡ ngỡ lúng túng khi thực hiện các thao tác thanh toán. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Bộ quyết định kéo dài thời gian mở hệ thống. Từ ngày 10 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 9. Các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, Bộ tổ chức lọc ảo 6 lần đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm nay. Sau một tuần nhập học, giờ đây học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông dần ổn định nền nếp, nhanh chóng bắt nhịp, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới. Các thầy cô giáo thì tiếp tục sự nghiệp trồng người với nhiệt huyết mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Ở trường Trung học phổ thông Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, có một giáo viên vận dụng phương pháp mới và bộ môn ngữ văn giúp cải thiện chất lượng học tập của nhiều học sinh. Phương pháp đó là gì? Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Vẽ sơ đồ tư duy với môn ngữ văn là cách cô Phương vận dụng 5 năm đây, giúp học sinh rút ngắn thời gian lập dàn bài, không bỏ sót chi tiết đắt giá.
Theo em cảm nhận thì cách dạy của cô Hương khá là gần gũi, dễ hiểu, tạo cho tụi em một cái niềm hứng thú vào mỗi tiết học của cô. Cách dạy của cô Phương khá là sáng tạo, mới mẻ. Cô liên tưởng cho tụi em về cuộc sống hàng ngày và tạo cho tụi em một cái cách nhìn gần gũi hơn về môn văn. Cho tụi em một tự sáng tạo về suy nghĩ của tụi em. Đầu tiên mình phải tạo cho các em một cái niềm đam mê. Vậy ở đâu có niềm đam mê đó? Niềm đam mê đó mình phải tìm tòi ra những cái phương pháp dạy cho nó phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đối với những học sinh mình phải cho các em có một cái sự trải nghiệm. Cho các em nó có một sự trải nghiệm. Ví dụ mình hướng dẫn các em cách viết một cái đoạn mở bài chẳng hạn. Thì mình nói lý thuyết suông không, học sinh sẽ không nắm bắt được rõ. Mình có thể cho học sinh thực hành lên viết. Thì như thế các em sẽ khắc sâu được kiến thức hơn. Đây là tiết thực hành môn văn, học sinh Quách Hưng và nhân vật trong tác phẩm. Các em nghiên cứu, tìm hiểu, tập dượt gần một tuần để thực hiện vai diễn này. Khi đặt mình vào nhân vật, các em hiểu được cốt truyện và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Trong lúc mình dạy, mình cũng tạo cho các em một cái cảm giác thoải mái. Đôi khi nó có pha một chút gì đó, nó hài hước, nhưng nó có một cái mức độ chừng mực. Nhưng mình phải tạo được một cái tâm thế thoải mái cho học sinh. Cô Phương là một trong những giáo viên của tổ văn được đánh giá là có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Cô đã tham gia tích cực trong phong trào là bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Cụ thể là trong năm học vừa qua, cô và các đồng nghiệp của tổ chuyên môn môn văn đã bồi dưỡng các em học sinh, và trong đó có hai em là đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, môn văn cấp tỉnh. Lớp chủ nhiệm có hơn 40 học sinh. Những hoàn cảnh nào có sổ hộ nghèo, những em cá biệt, cô đều nắm và có cách động viên an ủi. Năm rồi, trường Trung học Phổ thông Dị Thanh có 10 học sinh giỏi cấp tỉnh, môn ngữ văn chiếm khoảng 30%. Những kết quả này là động lực để cô Phương tiếp tục tìm tòi, sáng tạo ra nhiều cách dạy mới. Với lối giảng khoa học tự nhiên, sinh động, bài giảng của cô Phương vừa dễ hiểu, vừa gợi mở cho học sinh những cảm xúc và cái nhìn chân thực về cuộc sống. Điều này khơi dậy khả năng cảm thụ văn chương, dung đắp nuôi dưỡng tâm hồn cho các em. Đây là thành công lớn nhất của người lái đò này. Và nội dung vừa rồi khép lại chương trình Thời sự Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt.